Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị và anh chị thân mến đã đến trở lại với kênh YouTube của Duy Minh. Thì hiện tại giờ quý cô chú anh chị, anh Niu đang chuẩn bị cái phần rất là quan trọng luôn, đó là nướng tôm. Hồi sớm thì ba anh bốn anh em mình, Duy Minh cùng với anh Niu cũng như là 15 ếch Bình Dương cũng như là Duy Phương, Dư Thiện Tiên, xỏ tôm quý cô chú anh chị. Đó, bây giờ thì tới phần nướng cơm hơn nướng tôm mình ha. Mình xử lý phần cua kia nữa ha. Để tôm nhanh chín lắm. Đây nè, mình gạt là nó chín liền rồi. Đúng rồi. Ú, cái này tôm nhanh chín lắm. Wow, hấp dẫn không? Cái mình nướng ra ra thôi mà chờ mọi người tới mình nướng. Hiện tại giờ Duy Minh với là mấy anh em đang có mặt ở nhà của là cô giáo 10 cũng như là thầy đó. Thì hôm qua là thầy đẩy lẩu, bữa nay thầy đẩy đầu nướng ha tôm, nên là cái chương trình trao quà thiện nguyện của mấy anh em mình đã xong rồi. Giờ là tới là du lịch khám phá tâm linh và cây nhà lá vườn ở nhà của thầy ha và cô 10. Ơi. Ăn sô cô la bánh mì. Ôi sô cô la hả? Sô cô la bánh mì hả? Chị Thu á, sô cô la. Ôi cảm ơn chị Thu nha. Ôi, cầm hai điện thoại rồi sao ăn? Cái gì? Đừng giỏi nữa. Không mẫu ngán, không phải mẫu chú đâu. Đây. Đi ăn. Quẹt lên hơi nước hả con? Chị sao phải bỏ đá đi không mà chạy. Quẹt lên. Rồi lấy cái đồ. Cô cái đồ mấy bữa nay này chưa chín rồi à, cô giáo rồi với mấy anh em là đen nướng sô la ngon quá mọi người. Quẹt để cho anh cục chứ cho tội nghiệp anh ha, quẹt xong cho nó ráo là xong. Cảm ơn em nha, đi sốt cho em ăn sô cô la đây 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 chồng ngon ngon quá. Cái chung đây là gì thì em muốn biết bí kíp rồi. Số 6 em nhấn nó cái nó hạ nhiệt độ xuống, nhấn nó một cái nhấn nút giảm. Béo quá béo. Thì nhấn phía bên kia. Béo béo ngon. Béo quá béo. Có gì thơm béo, béo mà có cái hồng. Chừng nào nó vàng. Có cái gì cà phê đắng đắng. Rét được rất nhiều. Nó nè. Đây là cái nhưng hộp mà, đó, đúng không? Nhưng mà đem về đây nó nóng quá. Nó mới chảy ra. Em lấy cái chảy ra nước rồi giờ mới bỏ trong đá. Rồi bây giờ mình ăn. Ăn thử một cái đi. Rồi mới ăn thì vậy. Ngon quá mọi người. Là cái gì có nói là vậy là bao nhiêu cân? Chị không biết. Anh em một hộp thì hai bịch lắm. Hai bịch lắm hả? Đó. Ngon quá mọi người. Đây là cô Hạnh, bạn của bạn của là chị Thu. À nè, cầm máy quay giùm anh yêu nha. Rồi, tắt rồi. Rồi, anh yêu. Anh yêu chị ấy chỉ đụng vô nó tắt luôn rồi. Chị nó báo vậy. Chị báo vậy. Chị nó báo vậy. Đưa cho chị kêu để luôn. Chị kêu để cho chị quay cho mà chị đụng chị báo vô đây. Đó rồi bây giờ anh yêu sức kêu. Sức kêu nướng tôm ơi, nó văng ngoài anh. Nó văng ngoài rồi. Cái này là mình nướng gần chín xong rồi mình mới ấy vô lên. Ai à, mình vô đây ha. À, ở trong đây thì anh áo vàng đang ủa cái này cái gì chị? Review đi chứ. Rượu ở trong á. Ai? Rượu sao nó lạnh vậy hả? Rượu này chắc rượu kẹo rồi. Rượu kẹo. À, cái này là chị đem về nào đây? Chị đem bữa đó nhưng mà bữa đó luôn hả? Ồ. Rượu hả thiệt hay là rượu kẹo chị? Em thấy giống rượu kẹo à. Trời ơi, rượu kẹo. Rượu kẹo. Hết hết rồi, review. Hết rồi, hết. Niu. Wow. Ủa cái này phải dựng đứng lên review nó mới đẹp. Đó đỏ đỏ. Đỏ không? Nè, nó đỏ. 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 Nhìn nha từ từ nha. Wow, đó. Đồng lời rồi mở nắp ra. Cái này là món gì vậy? Wow. Rượu qua nè chị. Wow.
Đẹp quá. Chị Thu đâu, đâu. Đô mạnh không? Ôi tối nay mình uống rượu luôn hả chị? Ôi rượu cưng vậy chị? Tối nay mình uống rượu kẹo nha. Uống rượu kẹo. Rồi ngừng chai đi. Cưng cưng quá. Đây là đây. Ngừng chai nha. Đây là đôi là chục chai đó chị. Rồi. Đâu chưa đâu. Quay đầu. Khép tôm rồi. Chưa đâu. U mọi người. Anh là chưa đâu. Sô cô la. Đi lừa em được sô cô la. Ông đi lợi ông lo nướng tôm kìa. Nướng tôm đi. Ông muốn nước tôm ông bỏ ở đây hồi khép hết giờ. Em vô bỏ ở đây để không nó chảy rồi. Thử đưa chai. Thử hả? Thôi mình thử luôn đi, đã đem ở đây rồi mình thử đi. Một chai ừ. Rồi. Thử mỗi cái màu. Mời bà con cô bác một chai. Chai này là chai gì đây? Cái thôi. Thì ý là mỗi người Gambuli, cái này là gam gì chị? Đờ ram gì nè. Không thấy đường. Rồi chị cặn hả? Cặn ừ. Rồi chị không thấy đường luôn rồi. Giờ mi nè. Giờ mi nè. Giờ mi nè. Em thử vị này. Giờ mi nữa nè quý vị. Rồi rồi. Có rượu trong nha. Rượu. Mở đi có rượu trong. Một cái coi. Thử lấy đi. Bây giờ anh cầm cho em mở đây. Đây anh cầm cho em mở. Cầm cho em mở hả? Ờ. À. Rồi em mở thử coi. Mã của anh màu vàng đúng không? Ờ. Đây. Vậy em mở màu đỏ của em trước. Màu đen với màu rồi. Rồi. Màu vàng đâu. Rồi. Nước nó chảy ướt áo. Có rượu trong á. Có rượu hả? Ừ. Rồi. Thì không chảy. Có đâu? Rồi. Có bình á. Có bình hả? Có bình hả? Có đâu? Trời ơi, chi với bộ đó. Đó, chi cho. Nó sụt sụt mà. Em có cắn nửa chai. Có. Trời ơi. Có thiệt nha. Nước. À thiệt sô cô la thiệt hả? Sô cô la, nước sô cô la ở trong. Béo đúng không? Không phải nước champagne mà, rượu champagne. Nó này nó không béo bằng cái cục kia. Số 5. Số 5. Nó không béo bằng cái cục nè. Cái cảm thử anh. Vậy cái này chút xỉn à? Ủa, xỉn hả? Xỉn lắm gì? Xỉn. Thiệt không? Rồi, giờ em cầm lại cho anh ha. Rồi, em lột qua giùm anh luôn đi chứ. Cái này bán chai hơi bị ngon à. Xỉn nha. Sao? Bán hả? Có một bộ. Có thiệt không? Thiệt. Phải không tàn? Rồi giờ mới nghe cái rượu này nha. Mình cua nắp chai đi. Cắn cua nắp chai. Cắn cua nắp chai. Rồi em cầm giùm anh em cắn trước. Cắn cua nắp chai nha. Rồi, anh cắn cua nắp chai. Mời bà con cô bác ha. Cầm nha. Để anh cắn cua nắp chai nè. Review cua nắp chai nè. Dạ. Cắn. Chưa tắt được không? Tắt nữa. Cái nữa, xài ra để không nó nhiễu. Bị xỉn à. Ngon quá mọi người ơi, tỉnh luôn á, nó có rượu. Xỉn hả? Đúng rồi. Ngon quá. Có rượu thiệt. Có rượu mà. Chả không? Có mùi rượu không? Mà thôi, mình đi xe 16 chỗ nên mình tha hồ đi. Cũng sao? Có mùi rượu gỗ gàng luôn. Có rượu. Có rượu. Ừ. Ờ, con húp kìa. Coi hay nhìn. Hay húp đi, hay. Làm uống rượu thầy ơi. Làm chai đi thầy, ngừng chai. Nó thơm lắm. Nó thơm. Đưa tay á, để uống đi á. Ngon quá. Rượu còn hấp cái nóng lạnh. Rồi bây giờ em sẽ lột cho chồng đúng không? Gì rượu kìa vậy? Rượu như chi? Có rượu. Đó thầy mà chơi con. Mấy bữa nay em để thằng đá không thấy hả? Thơm lắm thầy. Có rượu thiệt, uống cái người. Thơm lắm. Rượu sô cô la mà rượu kẹo. Cũng được. Dạ 200 tí nữa đang test cái chai rượu. Đầu tiên là chúng ta sẽ cua nắp chai bà con. Nắp chai hơi dày. Dày đúng rồi, cắn thêm miếng nữa. Cắn thêm miếng nữa. Húp luôn, húp ở đó, húp vô. Béo không? Điều béo mà thơm không? Xỉn nha, không phải xỉn đâu nha. Ai mà làm chừng chục chai này là xỉn thiệt á quý cô chú chị. Có cái mùi rượu nặng lắm á. Cái mùi. Rồi. Thiệt quờ luôn. Thiệt quờ ở mặt trời luôn quý cô chú chị. Nè, ở trứng vỗ nó hót nè. Bà con bác nhìn kỹ nè không? Trong lỏng à. Uống hết rượu rồi. Uống hết rượu rồi sẵn rồi đi về đi. Rồi, rồi cái này còn lại chúng ta không nên ăn mà chúng ta ngậm. Thôi giờ bây giờ mình vô coi anh áo vàng sao rồi, quý của chúng chị nãy giờ anh em vô ha. Đây cô mời cô mua sẵn mít rồi
táo đó quý cô chú gì, cái này là món ăn sau khi mình ăn uống xong lẩu rồi ha. Đây thì ra đây anh lão già anh đang làm cái công việc cao cả ở đây nè quý cô chú anh chị, đó là cái này gọi là món gì anh Phương? Cơm chiên lạc xưởng. Cơm chiên lạc xưởng nha quý cô chú anh chị. Quả nãy em thấy có mấy cái con cua đâu mất tiêu rồi ở trong đó hả? Wow. Để cho anh Phương anh thợ nấu gì nấu được không quý cô chú anh chị? Gia vị anh ăn nêm gia vị vô ha. Có cua nữa quý cô chú anh chị, cua biển, cua biển trong này nè. Đó. Này em mở cho bà con coi cái ha, được không? Wow, cua trong đây. Cái gì cô? Món gì lạ nha. Dạ hả cô? Không nói, không nói. Không nói gì kì. Làm gì bí ẩn như cô. Để mình đi ra ngoài kia. Nhà của cô cũng đơn sơ mộc mạc lắm quý cô chú chị, rất là thân thiện luôn. Đó. Cái gì? À, cái món này hả? Ốc này là cô nói ở trên núi đúng không cô? Không phải, cái này là ốc hương, ốc biển, còn ốc núi là khác nữa. Vậy là ốc khác nữa. Ốc hương, ốc núi. Ốc hương rồi lẩu nghe quý cô chú anh chị đó. Quá tuyệt vời luôn. Đây dữ hôm qua nữa. Dữ hôm qua luôn quý cô chú anh chị ơi. Đã coi vậy. Trái cây thầy cô chuẩn bị sẵn luôn, vì mình mới quay nãy cho bà con á. Còn đây tôm nè. Thôi, được ba tôm mà, được có cái. Thôi. Thế sao có dĩa riêng thì đựng tôm. Đó. Vậy là lấy thêm cái nữa hay gì? Để em lấy cho. Có mười đang lấy, có mười đang lấy. À. Quá trời cô. Cái người luôn. Ủa cái con này sao nó nửa đỏ nửa đen. À bên đây. À chứ nó hết hàng. Ok đây nè. Từ lau đi đúng rồi. Sạch mà nhà cô sạch mà. Cái thường thường á mình ăn á, thường thường là tôm á mình vừa nướng vừa ăn quý vị cũng ngon lắm. Vừa nướng tới đây nè. Vừa bây giờ hỏi cái vụ cua gì đó xong rồi, hấp chưa? Đang hấp. Đang hấp à? Gần chín rồi. Với tôm là xong rồi đó. Tôm bây giờ mình sẽ ấy sốt nó xong. Đừng lại cho. Ôi cô. Cái gì ấy? Chắc chắn chưa có chưa sốt, chưa sốt. Chưa sốt ha. Mình sốt cái nữa mình mới ấy ha. Anh lấy xuống đi em dùng phần quạt em quạt cái cho đỏ lửa. Rồi nó chín đi mình hơi sót. Đừng có rồi tắt lửa tắt quạt đi chứ. Dạ. Rồi. Nó đỏ quá nó cháy hột. Cơm cơm sáng ngon. Quét rồi. Bây giờ mình vét thôi nào. Thằng này chín nào. Bên này quét kia. Bên này bên kia. Mình quét lên. Đó mình quét lên. Đó là gì là muối đó. Muối cái gì con cơ. Cái tương. Muối mỡ cây đó. Tí xíu mà mayonnaise ha, mình mua sẵn nha con. Không, trộn. Trộn nha. Mayonnaise hình như nó có bán, con nó có bán luôn. Trời ơi, hấp dẫn quá. Đó con có làm. Để cho nó dịu dịu lại đó. Dạ. Dịu béo béo. Đó quý cô chú anh chị rất là hấp dẫn luôn nha. Đó. Hôm qua thì cũng ăn ở nhà cô rất 9 giờ rồi quý anh chị, 9 giờ mấy á. Bây giờ thì mình tiếp tục hôm nay thầy đến nhà của cô với thầy. Thầy với cô chiêu đãi mấy cái món là phải nói là
thơm mà ngon, nó là những món nướng tôm nướng. Ăn đi chứ để không nguội. Hấp dẫn quá. Ở đây là ở trước nhà của cô. À, đó là đây là anh em Sơn tài xế. Suốt hành trình mấy ngày nay ở miền Tây với cái đoàn mình theo quá các chú vị. Đó, bà con ở trước đây là đường Lạc Long Quân. À, hướng này là về Tòa Thánh Tây Ninh quý các chú vị. Quá tuyệt qua. Đường con đường rất là rộng mở luôn ha. Nhưng mà cô với chú vẫn còn giữ lại cái mái nhà. À, gọi là cái mái nhà ngày xưa từ thờ ông nội của là thầy đó quý anh chị, và nó là mái nhà cổ kính của quý anh chị. Để mình đi vô chào trong đây ha, sẽ là nè những cái mái nhà cổ kính nè. Thì cô với thầy, cô chia sẻ là mỗi khi mà dịp Tết đến là cô với thầy không thể nào mà đi đâu được luôn, tại vì những người học trò từ ra trường cho đến là gia làm nên danh thành danh cũng đều về đây để là thắp một nén hương đầu năm và vui chơi ở tại đây. Cô còn kể là phải là sắp theo lịch quý cô chú vậy, sắp theo lịch là đi từng nhóm chứ không phải nào mà đi chung một lượt được, tại vì khi mà đến đây thì biết rồi, cô với thầy là dạy là cái niên phải là niên tuổi đời là học sinh của cô, đó là chị Thu, mà chị hôm nay là chị số tuổi cũng lớn tuổi á, mà chị vẫn còn nhớ đến và đến nhà của cô của thầy đây. Thì bà con cô bác biết là cô với thầy dạy biết bao nhiêu lớp học sinh rồi quý cô chú anh chị, qua bao nhiêu tầng lớp rồi, nhưng mà theo như là chị Thu chia sẻ vẫn còn giữ được cái nét xưa cổ kính, đó là những cái nè ngôi nhà, những cái cánh cửa đây là dán ngày xưa hết quý cô chú anh chị. Có một cái là được xây thêm một cái bờ tường ở bên ngoài quý anh chị, bờ tường bên ngoài, nhưng mà cái cốt lõi ở trong vẫn được giữ nguyên quý anh chị, những cái cây cột ngày xưa vẫn được giữ nguyên, chỉ xây thêm cái bờ tường riêng thôi. Nó thầy không bỏ đi cái cốt lõi mà để lại quý anh chị. Nhà giống như nhà tổ gì đó quý chú anh chị. Đây, còn đây là chú nai, đặc biệt là ở dưới là bằng gỗ, ở trên là sừng nai thật quý chú anh chị. Đó. Đây. Đặc biệt trên là sừng nai thật nha. Ở dưới là bằng gỗ, là bằng gỗ cái gì gỗ quý. Nhà của thầy phải nói luôn bộ sưu tập, mà đây là những cái chai rượu có chai đến là 5-7 triệu quý cô chú anh chị. Đây là những người học sinh, học trò của thầy với cô Tết đem lại để là dâng tặng cho thầy đó, trong những ngày dịp lễ Tết ha quý cô chú anh chị. Nhớ ơn kiểu như là nhớ ơn thầy cô đó quý cô chú anh chị lợi thăm. Bên trong nhà của thầy thì rất là nhiều sách vở quý cô chú anh chị. Đó. Ba phút nữa xong. Ồ. Hấp dẫn chưa? 3 phút nữa xong. Đây. Rồi, 3 phút nữa là xong. Quá trời, cái món phải nói là nhức nách luôn. Nhức nách luôn đó. Trời, nó ngon. Dạ. Cái này đường nè. Dạ. Cái đầu chưa chín nè. Rồi. Cái đầu chưa chín nè. Đúng rồi, chưa chín. riêu. Đây. Rồi nhập tiền các bạn ơi. Nhập tiền ha. Vô rồi. Đó. Dạ. Anh ngồi không kia thì bây giờ uống rượu nha. Thầy đem rượu qua luôn kìa. Gì vậy? Rượu gì à? Rượu hả chị? Ồ. Chủ này là tiếng Anh là thua.
Tiếng Anh là thua rồi. Thua rồi đã. Hôm qua ở lâu quá nên bữa nay thầy cho uống bụng hết. Rồi. Hôm qua thầy luôn. Bản thân tôi bay xỉn trước chứ. Thầy cho uống bụng hết. 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 Bữa nay thầy đổi chiến lược. Thầy nói á. Đây. Uống đồ ăn không được. Đúng rồi. Bữa nay là dân nhậu á, thường thường người ta có câu á, rượu từ gạo nấu ra 2,300 một xị, bia làm sao sánh được, rượu là rượu còn bia là bia nha. Bia không bao giờ sánh được chứ rượu, rượu là bất hủ. Ôi ông wow. Quá trời, con cua cái to dữ hả? Nó chết rồi, nó lụt. Nó còn bảy bảy là lụt. Đúng đúng rồi. Con thì thường là xưa giờ cứ vậy đó. Thiệt vời, ông trời luôn quý chúng chị. Ông đặc sản không luôn. Rồi mời mấy bạn ơi. Quá trời rồi. Món đặc sản không nghe quý cô chú anh chị. Cua càng cần không mua luôn. Đây nó chín luôn rồi đó. Rồi. Chưa này mới quét chưa? Mới quét hả? Không, cái màu nó đẹp dữ luôn. Không được. Càng ngon mà. Ồ. Ngoài đó. Ngoài quý anh chị. Thì nãy Duy Minh vô quay ở bên trong của thầy là bộ sưu tập rượu ngoại. Dạ. Cái này đây dạ. Thì thường là hoặc là uống xét hoặc là uống với nước đá với miếng chanh. Rồi, đá chanh hả? Miếng chanh thì chạy đi kiếm chanh. Có xì tên, ba xì tên, coca cũng được. Có xì tên mà. Cái này mình pha với coca. Pha là coi xỉn nhở? Pha là xỉn. Uống không đi, thưởng thức cho nó ngon. Rồi xong. Bởi vì mình ăn uống xong hết rồi mình uống rượu rồi. Rồi. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu ha, vô. Thì bắt đầu. Ủa. Mà uống rượu còn ly này á thầy. Mấy cái gói bị tôm. Ừ, uống mà ly đó. Dạ. Trời, uống vậy cho mới đã chứ. Cây chỗ chai. Nói vậy nè. Chai hả? Đây bằng chai. Chai á. Chai nửa bàn đi. Chai nửa bàn. Chai nửa bàn. Chai nửa bàn, mặn nửa bàn. Vậy là ưu tiên nữ nữa đi. Nam ngồi đây đi. Chai nửa mùa. Hỏi coi có ai lấy cái túi. Có ai lấy túi ở đâu vậy? Có ai giữ giùm không? Đây, biết. Quá hoành tráng luôn. Con ăn chín là nước lại chắc cái này cũng được mà người làm đi. Dạ. Đó, thôi vô mọi người. Thầy rất là tinh tế luôn quý vị. Vô. Nguyên cái bộ sưu tập của thầy. Đó, có thầy ơi. Cứ xỉn ra lát cái quậy tí nó. Cô mời thầy. Dạ. Chị Thu, chị Thành. À, chị Diệu Hiền. Chị Thanh Loan, Trường Lâm Hết, Di Minh, anh Niêu Đẹp Trai. Niêu Đẹp Trai chọn. Đẹp Trai. Đó. Thôi vô ngồi đi. À. Mình là anh cứ nửa chai nước mặn nha mọi người. Đó, ngồi đây. Đó, vô rồi. Đẹp Trai. Đi đây, đi qua cho. Ô, chị bắt được 8 hả? Đó. Đây này là để chữa lửa. Hôm trước là người ta tặng mình một chai để gì cho ba mình. Ba mình tết ngoại uống chứ, ông với ông hàng xóm á, lượng mà cứ rót lượng ly á. Ông rót hết cái chai luôn á. Ờ hết hả? Quay cái hiệu qua đây. Bác mà cứ ông ly ông ly gì á. Quay cái hiệu lên đây, quay cái hiệu. Đây dạ. Dạ. Đá không đá dựng lên. Phòng đá. À cái đấy hả? Không, bây giờ thì mình dừng clip để cho mọi người tự nhiên nha. Đúng rồi. À, trước khi dừng clip đây thì cũng rất là đại diện cho là mấy anh em
gửi lời cảm ơn đến là cô Mười, cô giáo Mười với là thầy đã lấy cái chạy. Không có đồ kẹp, lấy cái da, lấy cái kẹp gì? À kẹp cái đó nữa. Kẹp càng cua. Cái hơi mặn nghe anh Phương. Đó nó hơi mặn nha. Trời ơi mọi người. Đó. Đó. Quá hoành tráng luôn ha. Có nói vậy đúng không? Đây cho biết qua đây. Lấy số không? Để. Đúng rồi. Ok ok bài bài em mời thầy. Rồi. Thầy là chủ sĩ. Đó, được đó thì bây mời thầy. Em cứ rót đi có gì đâu. Rót đi đó. Thầy là chủ sĩ. Chủ sĩ thì rót đó. Anh đưa cho em rót mà. Đưa 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 qua cho anh rót đi để cho thầy ấy. Để cho anh gót đi, để thầy. Thầy để bên đây đi thầy, để. Đó. Này hai uống cũng được, không sao đâu, người uống chích xíu rồi. Đây tôi tên Trung Nghĩa. Ủa anh gót đúng không nổi, đúng rồi đó. Đầu tiên, Nhi Minh, tình yêu. Quá trời. Đủ cho mọi người. Chị cầm giùm hai cái nữa không? Cầm gì nè. Ăn cả không? Bà không sao đâu. Giờ đã là ăn miên rồi còn uống rượu nhà nữa sao? Cái mà cái ở đây ngủ ngoài rồi đó, bữa nay là nguyên nè, nguyên nè. Phải ăn cơm được, phúc hạnh ăn chay trường ăn được mà đúng không? Không được. Rồi. Chị xong chưa chị? Đây 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 hai ba bốn năm sáu bảy tám mười chín mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy mười tám mười chín mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm chồng thì nghèo gì cũng nghèo nhưng mà không có nghèo. Dạ. Hy vọng là mai mốt chúng ta cũng còn nhiều dịp để gặp lại nhau nữa. Dạ. Đúng rồi. Bye bye. Cái này là chị Thu là bắt nhịp cầu nói. Em cũng cảm ơn thầy cô nha. Có gì đâu, không có gì không thì đây mình cũng làm thôi, có gì đâu. Rồi, rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Trời ơi. Em chỉ đâu nghe buồn. Em thô thô, em thô thô, không có em, người ta cũng ăn uống tùm lum. Rồi. Cảm ơn đến thầy cô á, chị Thu ha, chứ mấy chị ha. Cảm ơn chị Thu đầu tiên nhất đã kết nối cho chúng em lại với nhau, cũng biết được cô ha. Cảm ơn thầy cô nhiều ha. Bây giờ mời thầy đi đi. Với mọi người năn đi đi ha.
Chị đứng quay đấy. Rất là lâu rồi mình mới dùng rượu quý vị. Mấy cái chai kia. Mình cũng không biết nói gì hơn tại vì cho tất cả các anh em ở trong đó. Mình gọi là cảm ơn đến thành cô với thầy Châu Thành đã tạo điều kiện để bên em một cái việc rất là hoành tráng luôn. Thầy cô luôn luôn lúc nào cũng là có nhiều sức khỏe để là giải tiếp những cái những em học sinh đang học ở đây như là thầy đang giải tiếp ba quý vị thầy đã dạy rất là nhiều. Tại sao lại em cho nói xong đi vì nó nhanh quá mình nói câu là em bởi cái câu nói của Giang ha. Nói chung là Di Minh xin cảm ơn thầy cô đã đãi những anh em trong đoàn ha một bữa cơm ấm cúng và chúc cho thầy cô luôn luôn lúc nào có nhiều sức khỏe. Bây giờ thì Di Minh xin chào bà con, hẹn bà con lên một video tiếp theo nha.